Hello, xin chào tất cả các quý anh chị và các cô, các bác nhé. Hôm nay em có một sản phẩm là một em bình size là khá là to luôn mọi người ạ. Đây là em bình này của Sachima nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ em sẽ quay sơ qua về họa tiết cho mọi người xem, xong rồi em sẽ đo kích thước, rồi sau đó em sẽ quay cận cảnh cho các bác và quý anh chị nào mà muốn sở hữu em bình này thì liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 nha mọi người nhé. Em bình này là khá là lâu đời rồi mọi người nhé. Bây giờ em sẽ đo chiều cao của em bình này cho mọi người xem. Hơi khó đo mọi người. Em đo bằng này nó hơi chéo một tí nhưng mà nó cứ áng khoảng thôi. Em bình này chiều cao của nó là 55 nhé mọi người nhé. Chiều cao là 55. Bụng của em này khá là to đấy mọi người ạ. Mọi người, em bụng của con này là 180 nhé mọi người nhé. Vòng bụng của em bình này là 180. 118. À quên, 118 mọi người nhé. Em xin lỗi, em nói nhầm. 118 mọi người ạ. 118. À, miệng của nó là 20 nhá mọi người nhá. Miệng nó 20. Đây, bây giờ em sẽ cho mọi người xem mấy chuyện của nó đã. Đấy, em bình này khá là to đấy, em phải ôm lên đây mọi người. Đây, em bình chuyện ở đây mọi người. Chuyện Sachima nhá mọi người nhá. Em bình này khá là lâu rồi mọi người xem à. Cái men dạn của nó theo thời gian này khá là lâu rồi. Đây, cái miệng của nó rất là đẹp luôn mọi người. À, đúng em bình hút lọc luôn. Khá là đẹp luôn mọi người. Em bình này mà về, thực ra là về để cái bàn, để cái đôn mà cắm cành đào thì không còn gì mà để chê nữa mọi người. Cứ Tết đến là cắm một cành đào vào. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh cho quý anh chị xem nhé. Đây là hai con lân này mọi người. Hai con lân này mà vẽ vàng này. Bọc vàng nhé mọi người nhá. Và miệng nó cũng có vàng, vẽ vàng nhé mọi người nhé. Đây, em quay sát lại đây cho mọi người xem. Đấy, đây là họa tiết của nó đây quý anh chị nhé. Mọi người xem video của em mà ai mà muốn mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người ơi, em hôm nay là cũng chuẩn bị là Tết âm rồi mọi người ạ. Nên là hôm nay em quay cái video này là video cuối cùng của năm 2020. Em sẽ kết thúc qua Tết thì em sẽ quay trở lại với mọi người. Vì bây giờ nếu mà mọi người có quay mà mọi người có chốt đơn thì em cũng không gửi được về cho mọi người. Nên là nó thời gian nó sẽ rất là lâu. Thế nên là em xin phép là em kết thúc. Rồi sau em sẽ làm video tiếp theo sau. Em quay lại cái chỗ cái phần này mọi người ơi. Ở cái chỗ này ấy, nó là người ta chấm 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 ở đây này, nó nổi hết lên nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy chưa, xung quanh đây là nó quấn chấm nổi hết lên nhá. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người. Em quay cái bên trên này cho mọi người xem. Đây, trên này là vàng đây mọi người, vẽ vàng quá là đẹp luôn. Quay xuống hai con lân nha. Đây là một con lân này nhá. Lân này vẽ vàng nha mọi người nhá. Cặp này là quá là đẹp luôn mọi người. Đấy, đây rồi. Con lân đây nữa. Còn ở những cái chỗ phần đỏ đỏ này là họ vẽ lá phong nha mọi người nhá. Đấy, toàn bộ đây là điểm lá phong. Bên dưới này là hoa mẫu đơn. Rất là đẹp luôn. Đây, em quay tổng thể ở cái bình này một lần nữa xong rồi để anh kết thúc video. Đây có con chim công này mọi người này. Đây là có sông nước, núi non. Đây là nhà. Và có những cái cây tùng.
Đây là một đôi uyên ương chim chỉ. Ôi em trên bếp em kết thúc video này đây mọi người, ai mà muốn sở hữu em mình này về thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 nha mọi người nhá. Em xin chào tất cả mọi người nhá.